Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến với chứng khoán phái sinh và bên cơ sở. Ngày hôm nay chúng ta có một phiên mà thị trường kéo big long đúng không? Chúng ta nhận định phiên big long. Sau khi mà giá nó tạo ra một bias 08 đến 98 đến 08 đúng không ạ? Và xác nhận cái nhịp đánh vượt 08 trên big, chúng ta view một trận big long đúng không? Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích điểm đánh chứng khoán phái sinh và một vài nhận định cho bên cơ sở cho phiên ngày mai nhé. Chúng ta thấy là gì? Trước đó chúng ta có một vùng bias này đúng không, từ 98 đến 008 đó, và một cái bias hẹp hơn từ 00 đến 06 mọi người nhá, đây quanh 06 đó, rộng hơn một chút, chúng ta phải nhìn xa hơn nhá. Chúng ta nhìn một cái bias từ 08 đến 98 đây này đó, thì chúng ta thấy là gì, sau khi mà giá nó tạo ra bay cái landmark ở đây và nó tạo ra một cái kênh TR đi ngang đó, chúng ta có những phiên những cú test ở xuống bên dưới và một cái nhịp mà nó tạo ra swing đúng không, một nhịp spring ở đây. Sau đó giá quay trở lên, nó test những cạnh trên cạnh dưới đúng không? Ở trên này có test này, trong pha B này. Đúng không? Chúng ta thấy là gì? Có những cái nhịp mà test lên, sau đó quay trở lại test LPS ở đây. Đó, giá quay trở lên tạo ra major đúng không? Major sub trend ở đây. Và giá quay trở lại, mọi người thấy không? Giá quay trở lại test LPS ở vùng này. Thì vùng này cũng chính là Quasimodo, ngày hôm trước cũng có phân tích đấy, vùng 00.x chúng ta có Quasimodo. Thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng có những cái lệnh long ở quanh cái mốc 00.x cộng trừ đúng không ạ, nó về 0.01.4 đó. Đó, chúng ta đây là tiếp tục test LPS. Sau đó thì mọi người thấy là cả một cái bát nhỏ hơn đúng không, giá quay trở lại và nó tạo cho mình một vùng SNR này. Đầu tiên ở phiên sáng, mọi người chú ý này, đây này, nó có một cái nhịp mà tạo ra 04.x ở đây đúng không, sau đó phá qua, thì tại sao cái vùng 04 chúng ta chơi được đó, 0405 chúng ta chơi được đây. Đúng không? Sau khi giá break qua đúng không? Thì nó test lại vùng LPS này. Nó đi lên. Đó, và nó confirm cho mình một nhịp mà tái tích lũy ở trong kênh. Một trong một cái bias từ 04 đến 06 đúng không? Và xác nhận kéo. Thì sau những cái nhịp mà nó vượt 08.x, gỡ luôn cả cái vùng 0910, mọi người chú ý nhá. Thì cái vùng này thì đóng vai trò là vùng supply trở thành vùng demand, nó chính là vùng SNR đúng không ạ? Thì đây chính là vùng chúng ta canh mua lên. Và mục tiêu thì chúng ta sẽ canh chốt lời ở những mốc 3x, 2x, 3x. Đó, đây là những mốc chốt lời này. Mốc 1 chính là cái mốc từ vùng giá kéo lên trên vùng giá 15-20 có báo mọi người, chúng ta sẽ tham minh mốc 20 cộng trừ. Thứ hai là chúng ta sẽ tham minh mốc nó kéo full lên mốc 4-4.5 là quanh 30.x nhá, quanh 30.x cộng trừ. Đó, ngày hôm nay là một cái mục tiêu chúng ta đánh tương đối ổn đúng không? Mọi người thấy là chúng ta có view long, big long, và chúng ta view big long và chúng ta view là gì? Kéo lên chen là phải kéo lên 3x, 2x, không bao giờ có chuyện nó dừng lại 11 cả mọi người nhá. Chúng ta đánh chen long là kỳ vọng chen ngày hôm nay phải đánh lên 2x, 3x và chúng ta chốt lời dần một phần vị thế thôi. Một phần vị thế long ở trên này thôi. Zoom chen chúng ta ok đúng không? Zoom scalp ngày hôm nay đánh khá ok rồi. Chúng ta có các điểm nhồi scalp. Scalp thì mọi người chú ý là gì? Chúng ta sẽ chốt lời dần vị thế. Sau đó chúng ta lại nhồi đúng không? Thì cái nhịp ở cái phiên chiều chúng ta có một nhịp nhồi long ở vùng 12.x đúng không? Thì quanh cái mốc này, sau khi mà giá quay trở lại test đỉnh cũ đúng không? Chúng ta nhồi và một nhịp kéo từ 12 đến tận 32 là 20 điểm. Đó thì mọi người có thể canh chủ động chốt dần các vùng chốt lời thôi. Chúng ta có vùng 33x đến 4x là vùng tương đối quan trọng đúng không? Có thể có xuất hiện những gì mà điều chỉnh ngắn hạn, sau đó chúng ta trở thành tích lũy đi liên tiếp. Thì rõ ràng ngày hôm nay là một ngày mà thị trường kéo trụ đúng không? Đầu phiên là một nhịp nó kéo FPT. FPT là một ngày giao dịch hoàn quyền nên nó sẽ kéo từ đầu phiên sáng. Thì đầu phiên sáng mọi người chú ý là dòng banh điều chỉnh. Thì lý do tại sao mà phiên sáng nó đi sideways tích lũy và dòng banh điều chỉnh. Thì bây giờ câu chuyện là trụ kéo rồi đúng không? FPT kéo, Masan kéo rồi thì chúng ta cần chờ cái gì nữa? Chúng ta chỉ cần chờ dòng banh tham chiếu hoặc là banh xanh trở lại thôi là sẽ confirm cho mình một trận big long đúng không? Đó thì call xong zoom cộng đồng rồi. Chúng ta có những trận big long với điều kiện banh xanh trở lại thì mọi người cứ tự tin đánh long và chỉ có đánh long thôi. Lưu ý nhá. Rất nhiều người nhảy vào short thì sai xu hướng mất rồi đúng không ạ? Rồi quay trở lại index này, chúng ta có phân tích từ hôm trước rồi. Index đang manh nhà trong pha D đó và confirm SOS, confirm side trend ở đây.
với một nhịp xe đạp chèng này, chúng ta sẽ cần chờ gì? Có thể dàn đi lên tiếp một nhịp xong nó rũ bỏ về đây, rũ bỏ hẳn về gáp mọi người nhé, sau đó lại kéo lên đó. Không nhất thiết nó phải là gãy luôn, điều chỉnh luôn cũng không nhất thiết phải kéo luôn mạnh, mà có thể là đi lên một vài nhịp xong rũ bỏ xong mới kéo lên đó. Tuy nhiên là vẫn view là view up mọi người nhé, view up. Thứ nhất là cái chúng ta có một vùng LPS ở vùng 687, 60, 68, 70 chính là vùng mà chúng ta sẽ tham binh. Nếu như thị trường có chỉnh về đây thì chúng ta sẽ tự tin gom hàng nhé, tự tin gom hàng. Nếu như có rũ vào đây cũng là chuyện bình thường thôi. Còn nếu như thị trường khỏe thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ đi lên thẳng. Và mục tiêu của index nó sẽ đánh về đâu? Về ngắn hạn chúng ta sẽ đánh index về quanh cái mốc giá 13x và xa hơn có thể 138x, 1400, đúng không? Còn về xa hơn chúng ta sẽ đánh x đôi lực lên đây quanh 1000, 1424. Đây là chính là cái vùng kỳ vọng của chúng ta đánh index lên trên vùng này 13 70 324 1424. Còn nếu như mà thị trường chất lên, tất nhiên rồi quay trở lại lên đây tạo ủ tác sập xuống thì lúc đó chúng ta tính sau. Hiện tại vẫn đang đang ưu tiên một kèo kèo đánh long đây nhé, cả cả sóng long của tháng này với cả một cái kèo mà index chúng ta vẫn vẫn mua hàng và chờ chốt lời thôi. Đối với những dòng cổ phiếu thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Thì rõ ràng index tăng thì dòng chứng chắc chắn nó sẽ tăng rồi. Đó, dòng chứng tăng rồi. Và chúng ta có những cổ phiếu như MSB khá ổn thì cổ phiếu dòng chứng khoán mọi người có thể hầu tiếp. Đó thì có một vài mã thì nó chưa vượt đỉnh như kiểu SHS thì chúng ta có thể tham minh. Có thể tham minh xem là điều chỉnh rung lắc có chơi lên chơi được hay không. Như là mình có MBS rồi nên chúng ta sẽ không tham đánh nhiều quá đúng không ạ? Chúng ta mua hết danh mục thì cũng không ổn. Đó. Thì những cổ phiếu như VCI chẳng hạn là test về những vùng này có thể chơi T thôi. Thực tế là gì, chưa vượt được đỉnh này cũng chẳng chưa khỏe đâu mọi người nhá. Chỉ có MBS chúng ta, MBS này, CTS này, có những cổ phiếu này là những cổ phiếu khỏe. Khỏe nhất thì chúng ta sẽ tham minh đánh. Hoặc là có thể đánh BMS khá ổn nhá. BMS đúng không? Cũng đánh tham minh, có thể tham minh đánh được. Thì manh nha đang một nhịp tái tích lũy và mình chờ đợi một cái nhịp gì? Một nhịp kéo ở trong pha pha E thôi. Đó thì cổ phiếu BMF cũng có thể cổ phiếu chúng ta tham mình đánh được nhá. Thì ngày hôm nay có một vài cổ phiếu của dòng một vài cổ phiếu dòng Penny ấy, một vài mã Penny thì chúng ta khá ổn để chúng ta sẽ tham mình chơi. DG World khá ổn nhá. DG World sắp tới có thể canh đánh T được mọi người nhá, canh đánh T chờ hốc tụ cung chúng ta canh đánh T. Rồi chúng ta soi một vài cổ phiếu ở trong danh mục xem có gì không. Chúng ta có DXG. Mình đang đang cân nhắc đánh T, ít nhất đánh T cho mọi người, ít nhất nó sẽ, thực ra index mà tăng thì những cổ phiếu bất động sản sau tăng sau cũng có thể tăng sau, tăng sau dòng chứng khoán đúng không ạ? Chúng ta có con này đều đánh theo sau khi về gáp này, nó có vùng vùng 16.x khá ổn, chúng ta chơi chơi tỷ trọng nhỏ ở đây được, nhìn chung đánh tỷ trọng nhỏ được, nhưng mà so với những cổ phiếu ở kênh trên thì nó sẽ chậm hơn rất nhiều và chúng ta sẽ cần chờ chờ xác nhận một cái yếu tố là gì, dòng tiền vào nhé, dòng tiền vào và break khỏi cái kênh tích lũy này. Chúng ta sẽ có thể tham mình chơi chơi hồ lên và chờ đợi thêm nhé. Cổ phiếu này quan sát là view là quan sát cho ngày mai. Rồi chúng ta sẽ tập trung đánh một vài cổ phiếu kiểu của dòng cảng biển đúng không ạ? Cảng biển là cổ phiếu dòng mà chúng ta sẽ đánh và những nhịp rũ là những nhịp mà chúng ta sẽ cover và gom hàng mọi người nhé. Cover gom hàng điện đó. Những cổ phiếu như VSC này test về những vùng LPS chúng ta có ai không bị thế chúng ta sẽ tham minh chơi được đó. Cổ phiếu của dòng điện nhé, mọi người chú ý dòng điện chúng ta sẽ đánh gom, đánh gom nếu như ai mà thích đánh điện còn đánh gom đó, test về những vùng LPS này lên hoặc là chờ xác nhận tái tích lũy ở trên này chúng ta đánh tiếp như PC1 và nhân trạch 2 đấy chúng ta sẽ đánh gom được nhé. Những cổ phiếu này chia chia ra đánh được thì chúng ta có thể cầm đến đến giai đoạn một vài tháng hoặc là 6 tháng cuối năm có thể là có những thành quả nhé. Đó. Còn tất cả những cổ phiếu đã có dòng tiền vào và đang chờ tái tích lũy thì chỉ là những nhịp rũ bỏ về LPS chúng ta tham minh đánh thôi. Đó, dệt may rồi tất cả những dòng cổ phiếu đang có dòng tiền vào và chờ tái tích lũy đi tiếp thôi. Thì giai đoạn hiện tại là giai đoạn một cổ phiếu sẽ gặp vùng cung và tái tích lũy lại và chờ những cú rũ bỏ và đi lên thôi. Đó, thì chúng ta tập trung chung đánh nhá. IDI nhìn chung là ổn mà, đúng không ạ? Chúng ta thấy cả một cái góc nhìn xa hơn một chút. Cả vùng tích lũy ở đây và chúng ta chờ gì? Chúng ta chờ điều gì? Tất nhiên là chúng ta đã có break có xuống giảm rồi đúng không? Chúng ta đang chờ tái tích lũy ở trong pha D và đi lên. Những cổ phiếu này thì phải kiên nhẫn. Bây giờ cái câu chuyện của chúng ta là gì, muốn đánh x đôi tài khoản thì chúng ta phải kiên nhẫn thôi đúng không ạ?
kiên nhẫn đánh lên đây thôi. Đó, x đôi x ba là lần tài khoản từ vùng lẻ, thì cố gắng chờ nhá, có thể một vài tháng. Đó, cố gắng chờ đợi. Có những cổ phiếu mà đã chạy nước rút như bất động sản chạy rồi, chúng ta sẽ chờ tái tích lũy thôi. Những vùng mà test lại gì, test lại đỉnh cũ SNR chẳng hạn, đúng không, là những nhịp chúng ta sẽ tham mình đánh, có thể chơi được. Đó, có thể chơi được nhá. Rồi, chúng ta có dòng P xem. Đó, chúng ta có dòng P vẫn hold ổn đúng không ạ, PVS ổn này, PVP nhìn chung là P hold tiếp nhé mọi người nhé. Giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta sẽ cơ cấu một vài mã yếu thôi, ví dụ như cổ phiếu về bất động sản sẽ chạy sau, những vài cổ phiếu cả ở kênh dưới sẽ chạy sau, như kiểu Phát Đạt, DXG sẽ chạy sau nhé, những cổ phiếu này chờ xác nhận đây này. Chúng ta sẽ chờ xác nhận, nhìn chung là có yếu tố dòng tiền vào chúng ta sẽ tham minh chơi được nhé, vẫn phải có dòng tiền mọi người nhé. Thì giai đoạn tới là giai đoạn có thể là gì, cổ phiếu bất động sản kênh dưới như Phát Đạt rồi Đích chẳng hạn đúng không, những cổ phiếu đó có thể tham minh chơi được. Chúng ta chờ một vài phiên thôi, có dòng tiền vào chúng ta sẽ tham minh đánh nhé. Đó, còn những cổ phiếu đã chạy rồi chúng ta không nên đu, như con nhà chẳng hạn, thì cứ chờ những test, đó thì chúng ta đánh tiếp nhịp hai. Thì có thể là giai đoạn một vài phiên sắp tới thì những cổ phiếu chưa chạy như Đích, DG, Đất Xanh và Phát Đạt nó sẽ có manh nha nhịp mà break khỏi xu hướng giảm trước đó và đang đang chờ đợi là nó đánh trong pha D, một người đánh trong pha D, thì đây chính là những cái nhịp mà chúng ta chờ đợi thêm nhé. Đó. Còn một vài cổ phiếu riêng lẻ thì chúng ta có hôm nay mid cap điều chỉnh thôi, loanh quanh cũng vùng lèn thôi. Đó, QLS rồi EVG, đây cổ phiếu EVG là cổ phiếu chúng ta vẫn hold và kỳ vọng những cái nhịp rũ bỏ và tái tích lũy và chờ đợi những cái nhịp mà chạy nước rút nhé. Chạy nước rút hiện tại cổ phiếu này mới chỉ manh nha trong pha E thôi, chờ tái tích lũy là sẽ chạy mạnh lên, thì cái cổ phiếu này chúng ta sẽ đánh đâu đó gần lên vùng đỉnh thôi, đó lên trên vùng trên này thôi. Đó thì target, những vùng target thì chúng ta đã có trong zoom rồi, lên cái mốc quanh vùng 12 chấm mix thì loanh quanh đây cũng x x đôi tài khoản đó, x đôi cái mã này đó, từ vùng giá 6.600 chúng ta mua nhé, cố gắng hold đó, chờ những nhịp chạy nước rút thôi. Ngày hôm nay chúng ta có quay trở lại phái sinh đi, chúng ta nhận định một vài điểm đánh cho phiên ngày mai. Một cây đóng lên ngày, một cây outside 3 đúng không, thì rõ ràng thể hiện đà tăng mạnh rồi, chỉ ưu tiên canh chỉnh long thôi. Và lên ngày thì đối với những nhịp mà nó mở bon ben đi lên này thì cả một cái vùng OB này thì ưu tiên gì, có rũ bỏ về những vùng này chúng ta sẽ tham mình chơi về chặt ngày đúng không, tham mình chơi. Thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta có thể đánh lên trên vùng 5x, 6x, có thể là 7x đúng không, ngay ở trong tháng này thôi, 1.400 cũng có thể đánh về đấy. Tại vì mọi người hiểu là gì, hai phiên kéo thôi chúng ta sẽ có cái mốc này rồi đó. Thì ngày hôm nay là một đêm nó có tin lãi suất đúng không, tin lãi suất Fed công bố vào 1 giờ sáng ấy, thì chúng ta chờ phản ứng cho phiên ngày mai. Tuy nhiên là gì, vẫn ưu tiên canh chỉnh lo mọi người nhé. Rồi chúng ta có về chặt ngày, về chặt ngày mọi người thấy là chúng ta có một vùng vùng Doji King OB đây, dòng xa chúng ta thấy đây, giá đang đóng trong cái vùng này, nhưng mà cái câu chuyện là gì, xu hướng vẫn là xu hướng tăng, tuy nhiên RSI đúng không, ít nhất chúng ta cũng có khung ngày đang một xu hướng tăng mạnh, tuy nhiên low time frame nó đang tiến về những vùng quá mua H1 này, lên trên vùng quá mua ở M15 quá mua đúng không, lên tận ZS lên gần tận gần 90 rồi đó, thì chúng ta chờ những nhịp điều chỉnh đó. Nhịp điều chỉnh này thì chúng ta quan sát viên 30 ở trong phiên, nếu như viên 30 bị bán rũ bỏ mạnh thì chúng ta sẽ view là điều chỉnh mạnh, còn không chúng ta chờ một vùng biên biên tái tích lũy để cho nó hấp thụ lượng cung thôi. Và có thể là gì, M15 nó tạo ra một vài cây điều chỉnh đây thôi và tiếp tục đánh lên. Thì những vùng nào chúng ta sẽ tham binh đánh long lên, thứ nhất là chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp mà long ở test, khi mà F1 test những vùng vùng đỉnh cũ, thứ nhất là mốc giá 19 cộng trừ mốc giá 10, 12, 14 và có thể ở cái vùng giá 0,08, 0,508 chúng ta đánh lên, và mục tiêu chúng ta vẫn đánh lên trên vùng 35, 37 và có thể xa hơn là trên mốc giá 56 đến 63 quanh mốc này, chúng ta sẽ view những nhịp điều chỉnh ở đây. Vậy ngày mai nếu như thị trường có hai kịch bản xảy ra, kịch bản đầu tiên thị trường mà mở gap luôn thì nó sẽ vẫn tạo có thể tạo ra hai đỉnh, thì chúng ta sẽ tham minh mốc sọt ở vùng 35 đến 38
đúng không? Quanh mức 35x, 38x, SL39.8 gì đó, chúng ta sẽ đánh một nhịp điều chỉnh, đánh một nhịp điều chỉnh. Còn nếu như thị trường mà ATO mà rơi xuống điều chỉnh luôn thì chúng ta sẽ tham minh những cái vùng giá đó, vùng giá 19 cộng trừ, 14 cộng trừ và 08 cộng trừ nhá, mỗi vùng SL 3 giá nhá. Và khi mà giá chạy lên, đỡ giá đẩy lên, chúng ta sẽ chủ động chốt lời tích điểm và chờ một buy at mới. Thì vì sau một cái xu hướng tăng mạnh thì chúng ta sẽ cần phải chờ một buy at tái tích lũy, nó giống như cái giai đoạn trước đó thôi, đúng không? Tăng mạnh lên thì chờ một buy at tái tích lũy, thì đây là nhịp chạy nước rút, thì chúng ta đang chờ đợi nhịp test lại những vùng đỉnh cũ, chúng ta sẽ tham minh những vị thế long. Và lưu ý những vùng gap này, đó, cẩn trọng những vùng gap này, thì những vị thế long chúng ta vẫn phải cần chốt lời nhé, chốt lời theo những mốc target chúng ta đã đưa ra mọi người nhé. Đó thì lên trên vùng này thì có thể là giá tạo ba hình climax, đúng không? Ba hình climax, sau đó thì nó tạo ra hai đỉnh ở đây, sau đó thoái lui quay trở lại về đây tái tích lũy và chờ đánh tiếp thôi. Thì đây là cái nhịp mà chúng ta đang kỳ vọng chờ đợi, đúng không? Và đánh lên trên mốc 5x, 6x, 7x, có thể 5x, 6x, 7x nhá. Đó thì tất nhiên rồi, nếu như ngày mai tin lãi suất chẳng hạn có một cái yếu tố gì đó xấu cho thị trường chung, hoặc là cho tin của thế giới phu, đúng không? Thì chúng ta thấy cái cây mà break khỏi 19 là bị kill, ví dụ cái vùng giá 19 là bị kill, còn quay trở lại là fill, sau đó nó tái phân phối ở đây, nó gỡ thằng này thì chúng ta view sập, là chuyện bình thường thôi, thị trường mà, đúng không? Có thể ngày mai tăng, ngày mai đảo chiều giảm bình thường. Tuy nhiên vẫn ưu tiên canh chỉnh long nhé, ưu tiên hơn dịp canh chỉnh long. Đó, vẫn quan sát trong phiên. Nếu như yếu tố bán tháo xảy ra thì chúng ta phải short chứ, đúng không? Thì cái nhịp mà chúng ta nên lên và lên ở trước phiên là chỉ là những nhịp mà chúng ta tham khảo, và vẫn phải chờ cái câu chuyện dòng tiền ở trong phiên nó sẽ xác định nhé. Rồi, phân tích sâu hơn một chút về điểm đánh ngày hôm nay cho mọi người dễ hình dung và dễ dễ đánh này. Đó thì mọi người thấy là chúng ta có một vùng 06, 0406 đúng không? Đó, 0406 tái tích lũy. Thì sau khi mà giá đi lên, test lại LVS này, đi lên trên này với volume long tăng dần, đúng không? Đây là volume long tăng dần. Và những nhịp mà điều chỉnh trong mô hình lá cờ hoặc là một cái bias. Đó, một cái bias chữ nhật chẳng hạn, đúng không? Một kênh chữ nhật chẳng hạn mà có yếu tố cạn cạn về khối lượng, thì đây là mình view là một nhịp điều chỉnh trong pha B, và xác nhận khi nào, khi mà break khỏi cái vùng này, đúng không, 06 với volume tăng dần đồng thuận xu hướng, thì rõ ràng đây là một con sóng đẩy và đây là một con sóng bull back, của chúng ta chỉ chờ test lại những vùng LVS là chúng ta sẽ đánh đánh long lên. Thì sau khi mà break khỏi cái thằng 06 thì nó test lại 06 chúng ta chơi thôi, đúng không? Test lại đỉnh chúng ta chơi. Rồi giá giữ trên nhé, giá giữ trên EMA 10 15 và có volume long tăng dần thì chúng ta long ở đây, đúng không? Long ở đây. Và cái điểm tiếp theo, mọi người chú ý ở đây chúng ta có một cái cấu trúc rơi, đúng không? Rơi này, đi ngang, rơi xuống, đúng không? Nó tạo ra một vùng vùng bay. Thì vùng này nó phá mạnh qua thì có phải nó test lại vùng này chúng ta tiếp tục mua lên không? Đó, test lại mua lên. Và tất cả những vùng 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 bay này nó tạo ra này. Đó thì có phải là vẫn là cái cấu trúc thị trường của chúng ta không? Rally này, bay này, rally này, test lại đi lên. Thì rõ ràng cái câu chuyện chúng ta ưu tiên những vị thế long khi mà von long vào đánh, những nhịp rũ bỏ điều chỉnh đi ngang chỉ là những nhịp mà hấp thụ cung đúng không ạ? Và có những cây no supply đây và xác nhận bằng những cái phiên đẩy giá, cây đẩy giá này thì chúng ta long test 112 đi lên. Lý do tại sao chúng ta có một lệnh long 12? Đó, dẫn thuần cấu trúc và đánh, đúng không ạ? Thuần cấu trúc thị trường thôi, không có gì cả. Và khi mà giá một chen mạnh, giá hold hold trên EMA 10 chúng ta hold long thôi. Hold long. Đó. Đó. Thì ngày mai nếu như thị trường mà quay trở lại mốc giá 22 đến 24 chẳng hạn, EMA kéo lên, chúng ta vẫn tham minh một vài nhịp đẩy giá lên trước khi nó đóng đến qua nhé, trước khi đóng đến qua được EMA 10 15 hoặc là quấn quấn ngang qua thì chúng ta sẽ đánh sideways và chờ đợi nhé. Sau những phiên tăng mạnh này, một là chúng ta sẽ chờ test LVS chúng ta long, hai là chúng ta chờ đợi một nhịp mà tạo ra vùng biên, chúng ta sẽ giao dịch ở trong một cái vùng biên đó, thì chờ đợi cho phiên ngày mai nhé. Chiến lược thì trong zoom khách hàng và trong zoom zoom chain đã có hết rồi, chúng ta có vẫn ưu tiên canh chỉnh long thôi, chúng ta có canh chỉnh long và chốt lời dần các cái mốc 32 đến 40, chốt lời dần một phần long và chờ chờ tham minh lại những cái nhịp mà chỉnh long ở vùng 15, 19, có thể sâu hơn vùng 10, 08 là chuyện bình thường thôi. Và SL 3 điểm mỗi vùng, nhớ nó SL 3 điểm mỗi vùng, và vẫn giữ một phần long ở vị thế 0, 0408 mọi người nhé.